Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nu Skin 88. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu thực hư về máy nâng cơ mặt Nu Skin Edgelock Galvanic Face Spa có tác dụng nâng cơ xóa nhăn hiệu quả hay không. Trước khi tìm hiểu máy nâng cơ, chúng ta hãy tìm hiểu sâu hơn một xíu về nâng cơ là gì? Tại sao chúng ta cần nâng cơ? Nâng cơ mặt là thuật ngữ dùng để chỉ những phương pháp thẩm mỹ làm nâng cơ trẻ hóa làn da. Khi tuổi càng cao, cụ thể bắt đầu từ tuổi 25 trở đi, tốc độ sản sinh collagen và elastin dưới da chậm hơn quá trình phân hủy, nên lớp collagen nâng đỡ da yếu đi. Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời có chứa tia UVA, UVB cũng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tế bào da, thúc đẩy tốc độ lão hóa da diễn ra nhanh hơn. Vậy máy nâng cơ Nu Skin Galvanic Face Spa có thể giúp bạn nâng cơ không? Câu trả lời là có. Bộ sản phẩm Edgelock Galvanic Face Spa ra đời sử dụng công nghệ độc quyền Edgelock tập trung chính vào nguồn gốc gây ra lão hóa. Ngành khoa học Edgelock Nu Skin nhắm vào chất siêu ghi dầu Acepomatous, nguồn lão hóa tối hậu. Nu Skin có khả năng nhận diện một số gen mà có thể điều chỉnh làn da khi chúng ta lão hóa. Bằng cách sử dụng hàng ngày Edgelock Transformation phối hợp với việc sử dụng Edgelock Galvanic Spa, giúp bạn cung cấp các thành phần Edgelock làm chúng khả dụng hơn để cải thiện da. Sự thật của máy nâng cơ Nu Skin Galvanic Face Spa không phải ai cũng biết. 50% hiệu quả sẽ phụ thuộc vào máy nâng cơ Nu Skin, 50% còn lại sẽ phụ thuộc vào các bước chăm sóc da hàng ngày của bạn, tinh thần nhiều năng lượng và cơ thể khỏe mạnh, cách ăn uống hợp lý để chống lão hóa. Trên đây là những thông tin về máy nâng cơ mặt Nu Skin Edgelock Galvanic Face Spa. Với những công dụng đột phá như vậy chắc chắn sẽ không làm chị em thất vọng. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới nhất về các sản phẩm cùng những tips làm đẹp. Nu Skin 88 đảm bảo độ tin cậy và luôn mang đến cho các chị em những sản phẩm chính hãng.